đợi qua ngày đi. Dân có giàu thì nước mới mạnh. Đến lúc đó mãi mãi phồn vinh, mãi mãi trường tồn, mãi mãi phồn vinh, mãi mãi trường tồn, mãi mãi. Trời ơi. Đi. Cái gì vậy cô? Ơi, sao em rau quá mà không ai mua ủng hộ em hết trơn vậy chị? Mệt quá. Mệt quá. Trời ơi, cô ba mệt kìa. Hả? Mình đang ở đâu đây? Nhìn Quyên Quyên. Bèn ơi, đây có phải là cuộc thi tài năng dành cho thiếu nhi không? Hồi ơi, em có coi chương trình này trên TV, em thích lắm nè. Ý, nghệ sĩ, ý, nghệ sĩ, nghệ sĩ kìa. Chú Thanh Tôn, chú Ngô Kỳ Quy, chú Trần Thành, chú Thanh Lập. Ôi ơi, con hâm mộ mấy chú lắm. Hên nó chưa kêu chú Thanh Bạch rồi. Hả? Khán giả kìa, em yêu khán giả. Em yêu khán giả, em yêu cả chương trình. Hả? Không lẽ mình đi bán bánh tráng mà từ Cần Thơ mình đi lạc tích thành phố Hồ Chí Minh? Bèn ơi, như vậy là cái duyên. Không chừng em nghĩ làm nghề bánh tráng, em theo nghệ sĩ, em làm nghệ sĩ luôn đó. Trời ơi, em thích quá ha. À. Mình phải chào mọi người mới được. Dạ, lời đầu tiên con xin tự giới thiệu, con là Hạnh Trang. Con xin hân hoan kính chào quý ông, kính chào quý bà, kính chào quý cụ già, chào luôn mấy em trẻ, chào mấy anh cô khỏe, chào mấy em thanh tao, chào mấy cô chú ở trên cao, chào luôn mấy cậu gì dưới thấp. Nếu là chào có hấp tấp, xin quý vị hãy bỏ qua. Xin chào hết tất cả cô bác gần xa, từ trong nhà ra phố chợ, dù có duyên ai nợ cũng xin gửi một lời chào. Ai có nói ca nói vào cũng xin chào tất cả, lời chào nghe có đã, xin quý vị vỗ tay. Dạ con xin cảm ơn, dạ con xin cảm ơn, dạ con xin cảm ơn, thank you very much. Vui quá à. À, còn có bánh tráng, còn mời cô chú dùng thử nha. Lành quá trời. Trời ơi. Thôi được. Dạ, con mời chú. Cảm ơn con. Dạ, con mời chú. Mấy đứa nhỏ càng ngày nó càng biết điều. Dạ, con mời chú. Sao lúc nào cũng nước quá. Dạ, con mời chú. Con ơi, con ơi, chú có đứa em gái cũng con mê bánh tráng lắm. Ủa sao con phát lắm mà con né cô ra vậy con? Dạ, con hết bánh thôi cứu ơi. Ây, tội nghiệp thiệt, nhiều khi có những cái người mà phải chào cũng lướt quá. Sẽ qua thôi, sao rồi giống như là không khí vậy đó. Cô chú biết sao không? Con yêu nghệ sĩ lắm. À, nếu cô chú thấy con theo nghề được thì cho con theo nghề với. Con á, thích làm nghệ sĩ lắm. Ý, hay là bây giờ con thử làm MC, giới thiệu và làm nghề bánh tráng Phụng Hương quê con cho các chú nghe nha. Dạ, trước khi con làm MC, xin ban bình luận và quý khán giả hãy cho con một tràng vỗ tay được không ạ? Dạ, con xin cảm ơn. Dạ, con xin cảm ơn. Dạ, con xin cảm ơn. Các cô chú anh chị thân mến, nếu cô chú anh chị có dịp về miền Tây sông nước, xin mời cô chú anh chị hãy ghé thăm làng nghề bánh tráng Thuận Hưng quê con. Với vài trăm lò bánh tráng qua gần 2 thế kỷ, lúc nào cũng đổ lửa và tất bật với nghề bánh tráng truyền thống, mang lại những tấm bánh thơm ngon đậm đà cho người người khắp nơi thưởng thức. Bánh tráng ở Thuận Hưng gồm nhiều loại như bánh mặn nè, bánh xốp là loại bánh không pha muối, bánh tráng nem và bánh tráng
tráng dưa nữa. Dù là loại bánh tráng nào cũng đều mang hương vị rất riêng, bởi người làm bánh tráng ở Thụ Ngân thường chọn gạo ở vùng thốt nốt là chính. Người Thụ Ngân có bí quyết riêng trong khâu pha bột, nên bánh khi dùng vẫn còn thơm mùi gạo nồng nàn, không dai nhưng cũng không bị bở đâu nhé. Đến thăm làng nghề, cô chú sẽ ấn tượng từ thao tác làm bánh khéo léo, nhanh nhẹn. Cô chú còn có dịp biết rõ về người dân ở làng nghề này, thêm yêu và lòng cảm phục những con người nhân hậu, yêu nghề, xem nghề như là một phần hơi thở của mình. Nào, cô chú hãy theo con về miền Tây nhé. Ok. Đặc biệt là anh chị nào may mắn trúng thưởng thì sẽ nhận được
một lốc xá xị. Nếu ai không nhận qua một lốc xá xị thì có thể nhận qua một bọc bột giặt. Nếu ai không nhận qua một bọc bột giặt thì có thể nhận qua một lốc xá xị. Nếu ai không nhận qua một lốc xá xị thì có thể nhận qua một lốc bột giặt. Nếu ai không nhận qua một lốc bột giặt thì có thể nhận qua một lốc xá xị. Nói chung là chỉ có hai món thôi. Rồi bà con nào đã có vé trên tay hướng mắt về ánh sáng và bắt đầu dò xuống. Vậy là
bốn con số đã hợp lệ. Rồi có duyên quá. Rồi bây giờ cô nhận quà, cô nhận một lốc xá xị hay là cô nhận một lốc bột giặt? Xá xị, xá xị. Gia đình mình đông lắm. Một trong hai tôi phải không con? Nè nè. Dạ em là shipper nha chị. Dạ. Cô bé thân mến, dòng loại vừa qua không còn giá trị nữa. Và đàn lô tô tân hợi của chúng con xin chúc quý vị có một đêm ngon giấc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Con gái ơi, sao mà duyên dáng dữ vậy trời. Có duyên quá à. Trời, nói gì nữa giờ trời. Cái đợt trước á, làm cái tuồng tôi cũng mê lắm. Cái tuồng này tôi mê nè, có duyên nè. Thấy ghét nhất là cái thái độ số gì đây, số gì đây, y chang vậy đó. Mà nãy có khúc đưa đoạn số mà không biết sao nhìn kỹ vậy. Bà nhìn mà bà tập trung nè. Bà là người ai cũng tập trung vô những cái lời hát của con. Bà thích vậy đó hả, số gì ra, số gì đây, thích vậy đó hả? Dạ. Mình ơi, cái dáng mình là cái lòng nó như là hòa là làm một của mình. Hồi nãy là đội nào chọn đáp án là tất cả đều sai vậy ta? À bên kia chứ hả? Chị Ốc. Nào, quanh chú cái ngầm đúng, quanh chú ngồi kia quỳ sai. Ủa? À, thế à? À tất cả đều đúng. Ủa, xá xị bột giặt bóng bạc nằm trong đây hết tôi đúng. À, vậy đó, thấy giá trị của tôi chưa? Thấy giá trị của tôi chưa? Tất cả đều sai đúng không? Ồ, thế à? Anh Huy, nào hãy lên sân khấu để mình hát lô tô nào. Hả? Ừ, đúng rồi, con đây. Và chú là chú sẽ... chú Bình sẽ quay làm cầu và móc là bốc hai con số ra cho chú Huy hát. Trời ơi. Huy ơi, em chịu trách nhiệm đi. Em chịu trách nhiệm, tại dù sao chị cũng là người may mắn, chị Kinh mà. Lên đi. Rồi. Rồi. Số đầu tiên. Cho miếng nhạc, cho miếng nhạc nào. Số đầu tiên thì ra là số mấy á? Số mấy á? Số mấy thì ra là con số mấy á? Số gì đây, số gì đây, số gì đây? Số gì đây, số gì đây, số gì đây à? Số gì đây, số gì đây, số gì đây à? À đêm mưa, à đêm mưa có cô sáu à đi không có dù à? Cô sáu đi không dù là con sáu mười, con sáu mười, sáu mười, sáu mười là cô bảy ba nè. Sáu gì đây, 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 sáu gì đây. Ba thương con thì con giống mẹ, mẹ thương con thì con giống ba. Cả nhà ta cùng thương yêu nhau, xa là nhớ. Gặp nhau là cười con sáu mươi, sáu mươi, sáu mươi. Hay quá. Con sáu mươi sáu gì đây, sáu gì đây. Số tiếp theo. Sáu gì đây, chết rồi đây, chết rồi đây. Con sáu gì đây, con sáu gì đây, sáu gì đây. Sáu gì đây. Sáu gì đây, vô hơi khó à. Sáu gì đây, sáu gì đây, bí rồi à, bí rồi à. Sáu gì đây. Hey, hey. Ráng chờ nha, ráng okay. Chờ nha, ráng rồi. Chờ nha. Một con vịt sẽ ra hai cái cánh. Nó kêu rằng cáp 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 cáp. Đâm cơn nó bị bỏ chết. Đứng dưới nước nó hụp xuống lặng lên. Một con vịt, một con vịt, một con vịt, một sáu mười một, sáu mười một rồi cỡ ra con mấy, con mấy cỡ ra. Sáu gì đây, sáu gì đây, đây coi dễ nè. Đây gì ra, số gì ra. Và em biết anh sẽ quên hết. Nhưng mà tình ta biết sẽ tan em. Và anh biết trái tim anh có. Thì không ai kia đâu chỉ riêng em. Và anh sẽ không trách em nữa. Chẳng trách em đâu. Khi ta đến bên nhau, tình đàn trai 72. Được không con? Cứ tham vô đoàn lô tô con làm được không? Dạ được. Em à? Em. Em à? Em đi được quá. Lanh quá trời lanh luôn. Hay quá.